Xin kính chào quý vị. Liên tục những ngày trở lại đây, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa. Trong hôm nay, dãy mây dông còn hoạt động mạnh hơn do kết hợp với khối khí mát từ phía Bắc, nên mưa sẽ diễn ra trên diện rộng. Có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, nên từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6, trên các sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là một số tỉnh khu vực Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Do có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay 16 tháng 6 vẫn ở mức mát mẻ, khi cao nhất vào buổi chiều phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Tại các tỉnh miền Trung, hôm nay vẫn ít chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hình thế gây mưa, nên vẫn có khả năng nhiều nắng vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên vẫn từ 34 đến 37 độ, trời khá nóng bức vào thời điểm trưa chiều. Còn các tỉnh Thanh Hóa và Nam Trung Bộ phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Đến chiều tối, với điều kiện nhiệt ẩm thuận lợi, với những cơn dông nhiệt có thể xuất hiện rải rác. Khi cơn dông xảy ra thường kèm theo lốc xoáy, mưa đá và gió giật nên sẽ khá nguy hiểm. Mọi người cần chú ý để tránh những thiệt hại do thời tiết gây ra. Trái ngược với thời tiết mưa gió tại các tỉnh phía Bắc và nóng bức ở miền Trung thì khu vực phía Nam thời tiết có phần dễ chịu hơn cả. Ban ngày khu vực sẽ có nắng nhiều hơn với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Tại các tỉnh Tây Nguyên là 32 cho đến 35 độ tại các tỉnh thành phố Nam Bộ. Đến chiều tối mưa rào và dông sẽ diễn ra rải rác, tuy nhiên với lượng ít và kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Phải từ ngày 18 tháng 6 trở đi, mưa mới có xu hướng tăng tại các tỉnh phía Nam. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thời tiết trên biển hôm nay, gió Nam đến Tây Nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông sẽ có xu hướng tăng thêm, phổ biến khoảng cấp 4, cấp 5, có nơi có thể tăng lên cấp 6 trên khu vực Bắc Biển Đông. Thời tiết biển hiện tại tại đây cũng sẽ chuyển xấu hơn khi mưa rào và dông tăng lên rải rác, có nơi thời điểm mưa dông mạnh còn kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh nên khá nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Còn các vùng biển phía Nam bao gồm quần đảo Trường Sa với thời tiết tốt, mưa dông chỉ xảy ra ở vài nơi nên thuận lợi cho việc ra khơi. Như vậy, các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì mưa dông, có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to để phòng lũ quét và sạt lở, đặc biệt là các tỉnh vùng núi. Và Trung Bộ, ngày nắng nóng thì tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Trung Bộ trong hôm nay. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 16 tháng 6 của chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Thank you.